Bạn đạt Z 2006 à 206 chứ. Chúc anh sớm đạt được 200.000 người đăng ký. Em thích giọng của anh lắm, anh bắt cua hay ghê. Trời ơi, khen tôi chi vậy? Nếu như mà đã khen tôi như vậy rồi á là hôm nay chắc là mình sẽ bắt cua cho các bạn coi nữa ha, tại vì các bạn cũng thích đúng không? Rồi, hôm nay thì mình sẽ show diễn kỹ năng. Và các bạn đừng quên, bạn nào mà chưa trúng tiếp tục hôm nay các bạn bấm đăng ký kênh. Đăng ký kênh thì các bạn mới trúng được nha. Một số bạn á mình random ra tên á, nhưng mà các bạn không có đăng ký kênh á nên là các bạn không có được trúng nha. Bắt buộc các bạn phải đăng ký kênh, like video và bình luận xuống phía dưới. Rồi, nhanh gọn như vậy thôi. Bạn Đạt thì mình thấy bạn vừa online luôn nè. Rồi, bạn là người may mắn nhất hôm nay nhận phần quà thâu vàng của tôi luôn á. Thật sự là chúc mừng em đã trúng mini game của anh nè. Xong rồi và mình sẽ ký tường nữa. Rồi, những bạn còn lại đăng ký kênh, like và bình luận xuống phía dưới liền giúp mình nha. Ủa, kịp không vậy ta? Trong vòng 30 giây thì mình phải hoàn thành cái bắt cua này. Nếu như mình không hoàn thành đó là mình sẽ làm lại từ đầu. Kịp không vậy ta? Cái này chơi khó lắm nha các bạn. Trong vòng 30 giây á, 30 giây mà mình thấy các bạn đi cái đường này là mình thấy là sai lầm lớn luôn rồi á. Có hai đường nha, một là bên phải, hai là bên trái. Nhưng mà cái đường bên đây là nó có cái thời hạn hơi ngắn, nhưng mà khó dữ ta. Rồi, nhảy xuống nè. Rồi, trời ơi, tôi còn 10 giây kìa anh em ơi. 10 giây, ui xội, tưởng thế nào. Các bạn nhớ trải nghiệm cái này nha, thử thách bản thân nha, trong vòng 30 giây. Rồi tiếp tục một cái bên phải nữa. Thì cái bên này á, là nó hơi dài một tí. Nếu như bây giờ mà tôi mà có đụng rơi là tôi sẽ không chơi nữa, tôi hứa luôn các bạn ạ. Tại vì là mình thấy nó hơi dài mọi người à. Mà mình không biết là cái trình độ của mình nó có thể vượt qua nổi hay không nữa. Trời ơi, sao mà xây nhiều dữ vậy ta. Khó nha, khó nha, khó nha. Rồi bình tĩnh nè, bình tĩnh nè. Rồi cái này là sao ta? À phải nhảy qua đây rồi. Đừng, mấy ông nhớ đừng có đụng cây màu tím nha. Đụng một cái á, là coi như là bị văng ra mấy trăm mét luôn đó nha. Rồi cái này là có thể nhảy lên được trên cao nè. Tiếp tục nè, có thể nhảy lên được trên đây nè. Và nhảy qua bên kia luôn. Ui, tưởng thế nào. Đấy, đấy, ui. Kiểu này chắc có lẽ hoàn thành luôn nha. Trời ơi, trời 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 trời. Ui, easy game, easy các bạn ơi. Trời ơi, tưởng thế nào, tưởng thế nào. Ui, ở game lỗi rồi, ok, cái khúc đó game lỗi nha, tôi nghỉ không có chơi ở nhà nữa các bạn ơi. Rõ ràng tôi đứng ra rồi mà nó vẫn đụng kìa. Thôi giận rồi không chơi nữa, tôi qua nhà khác tôi chơi rồi. Ai, nhà bên này có vẻ như hơi xa xa, hơi dài dài ta. Rồi, thể dùng 500% công lực thôi, nói gì nữa, để mình coi thử. Cái gì đây? Đang sửa nha. Đang sửa hả? Đang sửa sao mà thấy nhiều vậy ta? Bà này bốc phét à. Nhà này chủ nhà bốc phét rồi mấy ông ơi. Bảo đang sửa mà tự dưng lại thấy có nhiều trò chơi dưới ta. Thôi mình sẽ chinh phục cái nhà này luôn nha. Chinh phục nốt cái nhà này nữa thì sẽ không bắt cua nữa nha mấy ông. Nhưng mà hơi khó nhờ, hơi khó nhờ. Khó nhờ, khó nhờ. Lâu quá rồi mấy ông thông cảm nha. Nói chung là cũng hơn cả năm trời rồi thì tôi không có bắt cua. Thì đây là lần đầu tiên sau một năm gọi là giải nghệ thì bây giờ là mình đã quay trở lại cái bộ môn bắt cua này rồi. Chắc mấy ông cũng thấy tôi hơi gà gà, nhưng mà mấy ông thông cảm đi. Để tôi luyện vài hôm nữa thì tôi thử thách bản thân nha. Rồi tiếp tục. Ui dài vậy á. Tưởng đâu một chỗ thôi cơ. Trời ơi sai kiểu này. Ui cái gì vậy, cái gì vậy. Mấy bà kia nha. Nè. Ba cái bạn kia. Trời ơi chơi vậy sao chơi. Chơi vậy không đẹp nha. Ba cái bạn kia là không có bước lên cái mục start nha các bạn. Là ba bạn kia chạy thẳng luôn nha. Trời ơi, chơi vậy ai mà chơi. Chủ nhà đã xây nó cho bắt cua rồi mà mấy ông chơi vậy là chết tôi rồi. Trời ơi, mấy bà đã chạy trước tôi luôn kìa mấy ông. Chạy cái gì mà nhanh dữ vậy. Từ từ nha, bình tĩnh nha. Cái này mà rơi một phát là phải công là phải chơi lại từ đầu qua. Nhưng mà cái này, ui, cái này thì bình thường thôi. Rồi, hết chưa. Cái gì vậy, còn nữa hả. Rồi, còn nữa thì chơi luôn, sợ gì. Để coi thử coi, uầy, cái này dễ rơi vậy ta. Căng, cái này rơi một phát là chỉ có chơi lại từ đầu nha mấy ông cẩn thận nha. Thôi tôi đi từ từ thôi, kiểu này nếu như mà rơi thì sẽ nghỉ chơi nha các bạn, rơi thì sẽ không chơi nữa nha. Rồi mấy bạn trông sao đừng cho nó rơi nha, nó rơi một phát là tôi sẽ out nhà luôn á. Rồi, rồi nhảy luôn nè. Đấy, rồi tiếp tục nào, ui tưởng thế nào, khó đấy, khó nha. Rồi sắp tới đích chưa, sắp hết chưa vậy, ui trời ơi. Ui giời ơi, rồi hoàn thành nữa nha. Rồi tiếp tục cái này chinh phục hết luôn nha các bạn. Khó mà nên là sẽ cố gắng chơi thôi. Nữa lại gặp mấy bạn mà không chơi mà lại chạy nữa kìa. Trời ơi mấy bạn tôi cho lên tivi hết luôn nè. Cái tội mà chơi ăn gian nha. Mấy bạn này là chơi ăn gian nha. Trời ơi nghĩ sao mà chạy một mạch từ bên đây qua bên kia luôn, trong khi là mình nhảy mấy chục ô trên này rồi. Thôi xong rồi, mấy ông chơi vậy là chết tôi rồi. Nhưng mà không sao.
Uầy, có vẻ khó hết nhờ. Khó đấy, khó kiểu này sao mà hoàn thành được ta. Rồi, hết rồi hả? Thế thì thôi. Hết rồi các bạn ha, hết rồi. Nếu như mà còn thì mình sẽ ráng chạy một vòng nữa cho các bạn coi. Nhưng mà hết mất tiêu rồi. Thì các bạn nếu như thích bắt cua thì các bạn bấm like thì mình mới biết được là các bạn thích hay không nha. Các bạn có thấy giống như mình không? Dạo này á, là mình thấy game nó nhạt một cách lạ thường nữa các bạn. Kiểu như nó rất là chán luôn. Cái phiên bản cập nhật Giáng sinh đợt này á, lộn, phiên bản cập nhật sinh nhật đợt này á, là mình thấy kiểu như là game cập nhật kiểu như cho có thôi. Với lại thì mình thấy á, là game nên tập trung vào cái vấn đề đó chính là khai thác về cái nhiệm vụ các bạn đi khai thác khoáng thạch với lại các bạn đi đào kim cương á. Thì mình thấy cái bản cập nhật cái đợt vừa rồi á, là khi mà các bạn đi đào thiên thạch với lại đào khoáng sản á, thì đó là cái bản cập nhật mà mình thấy kiểu như là vui nhất và các bạn xuyên đi cày nhất. Nhưng mà dạo gần đây các bạn thấy không, không có một cái cập nhật gì mà khiến cho các bạn trở nên vui luôn. Với lại mấy ngày gần đây các bạn coi kìa, ai làm video á cũng kiểu như là không có ý tưởng làm, các bạn rất là chán luôn. Làm thì nói chung cũng không có gì để làm các bạn, tại vì game không có cập nhật một cái gì hết. Hôm qua thì mình với lại em Ban có nhắn tin, các bạn có gọi điện với nhau, thì hai người cũng nói về vấn đề tại sao dạo này game nhạt như vậy, không có cập nhật cái gì hết. Mình mới bảo là nếu như bây giờ á, mà game cập nhật á, thì theo như ý kiến của mọi người á, là mọi người đồng tình cái việc đó chính là khắc phục và update cái phiên bản khai thác khoáng thạch, có nghĩa là cho thêm khoáng thạch mới nè, rồi một số loại đá quý mới nữa. Thì cái cuộc khảo sát hôm bữa đó, các bạn thấy không, thì admin có hỏi mọi người á, là các bạn muốn cái gì trong cái phiên bản cập nhật sắp tới đây, thì các bạn đều chọn đó chính là muốn sửa lại, fix lại cái nhiệm vụ mà khai thác khoáng thạch á, bổ sung thêm. Và đúng giống như mình dự kiến luôn các bạn. Là các bạn biết lý do tại sao mà mình nói như vậy không? Tại vì á, hiện tại nha, là còn hai cái món đồ ở trong cái phiên bản khai thác khoáng thạch mà chưa được tung ra, đó chính là cái cút chim vàng và cút chim kim cương. Bởi vì thế cho nên mình bảo đảm các bạn luôn, hiện tại admin đang tập trung, có nghĩa như là đang tập trung kiểu như là sửa lại và fix lại và thêm những cái món đồ mới, những cái món đồ để cho các bạn chế tạo mới. Cho nên là mình hy vọng sắp tới đây sẽ có một cái phiên bản khai thác khoáng thạch là hoàn toàn mới và hấp dẫn hơn để thu hút nhiều người chơi hơn. Chứ nhiều bạn nói với mình là chán lắm anh Thịnh ơi, em không biết vào game làm gì luôn. Với lại thì hôm qua mình có đăng một cái clip thì các bạn bảo là mấy bạn đó là do xóa game chứ không phải là bị ban nạt. Thì chắc là do xóa game thiệt, chắc là do mấy bạn nói chán game nên là xóa game. Rồi, cho nên là mình cũng đăng video, mình cũng nói với các bạn luôn, cũng hé lộ cho các bạn. Nói chung á là các bạn ơi, các bạn biết một cái điều gì nữa không? Đó chính là cái phiên bản nông trại. Thì cái nông trại này vốn từ lâu á, là Vinagame á, họ cũng đã hỏi ý kiến của mọi người rồi là các bạn có thích nông trại hay không. Thì hôm bữa là các bạn cũng đã lựa chọn cái ô tròn á, là các bạn đều thích cái tính năng nông trại hết. Cho nên mình nghĩ sắp tới đây cũng sẽ thêm cái tính năng nông trại vào luôn. Thôi nói chung là hiện tại là các bạn cứ đợi đi, vài ngày nữa đây là sẽ cập nhật. Nhưng mà trước khi cập nhật á, là ngày 20, bữa nay là ngày 19 đúng không? Thì ngày 20 á, là mọi người sẽ trải nghiệm cái phòng chơi game trước. Thì để mình coi một lát nữa mình cho các bạn xem ở trong phòng chơi game nó có gì nha. Thì giống như game đã thông báo luôn, tạm thời khi mà mở cái phòng chơi game ra là sẽ không có cái trò chơi nào mới hết. Các bạn sẽ trải nghiệm trước 5 cái array cũ nha, 5 cái trò cũ. Và các bạn sẽ đua top bảng xếp hạng với những người chơi khác. Sau đó thì mọi người có thể xem và ngắm nhìn những cái máy chơi game mới, có nghĩa là đã có các cái máy trò chơi khác rồi. Điển hình ví dụ như là máy bắn súng, máy pizza, à là máy gì ta? Pizza đấy mọi người có biết, mọi người có chơi pizza không? Pizza ở pizza chứ pizza các bạn. Thì mình có thấy mấy cái bàn pizza thì mình nghĩ là sắp tới sẽ có thêm cả trò chơi pizza trong đó nữa. Đấy, cho nên là mọi người sẽ được xem trước các cái máy trò chơi, nhưng mà khi nào ra thì admin cũng không có nói cụ thể các bạn. Nói chung là chỉ được ngắm nhìn trước thôi. Thì đó là tất cả thông tin mà mình muốn thông báo với các bạn sớm. Còn về cái phần xe GFO hả? Xe GFO thì ôi, hôm nay nhận được 10 kim cương này. Trời ơi, đến ngày 28 các bạn ạ, 7 7 24 31 21 ngày nữa các bạn. 21 ngày nữa, nói chung là hơn nửa tháng nữa hết lễ luôn thì các bạn mới nhận được cái xe này. U là trời. Thì các bạn đừng có buồn nha, bởi vì á khi mà hết cái sự kiện này nè, có nghĩa là gần một tháng nữa thì nó mới hết cái sự kiện này, thì sau một tháng đó game mới cập nhật lại cái bảng điểm danh và phần quà mới và những cái nội dung mới cho mọi người. Cho nên là tạm thời chúng ta phải đợi đợi rất là lâu nữa thì mới có nhiều cái nội dung mới các bạn ạ. Thật sự là đợt này mình thấy cập nhật cái sự kiện sinh nhật là cho các bạn làm nhiệm vụ nó hơi nhàn. Các bạn bảo với mình là nó hơi chán, với lại cái nhiệm vụ mà bạn nào mà không đi học ở trường học á thì rất là khó mà để học được điểm A cộng luôn. Tôi mới hiểu làm sao mấy ông học kiểu gì mà lại không được luôn á. À hôm nay các bạn nhớ nha, vào nhận giúp mình cái phần thưởng carbon ngày hôm nay nha. Hôm nay có một cái phần thưởng carbon móc quà ngày thứ bảy nha, là các bạn sẽ được một cái đôi giày miễn phí nha. Thì bạn nào mà chưa biết nhận nữa thì các bạn vào trong web sự kiện của game á.
Rồi các bạn kích vào, xong rồi các bạn đăng nhập tài khoản và các bạn chọn điểm danh là các bạn sẽ nhận được một cái mã coupon giống như mình. Đấy. Trời ơi, nói chung là cũng có còn hơn không các bạn ạ, có còn hơn không. Rồi bây giờ thì mình sẽ đổi hết cái phần quà, nhưng mà bảo đảm các bạn luôn là vẫn chưa đủ để mà đổi nhận được chiếc xe này đâu, nhận được chiếc xe UFO vũ trụ đâu. Thôi thì mình cứ đổi đại thôi các bạn ơi. Rồi mình sẽ đổi một cái bánh sinh nhật này. Đấy, và các bạn đừng quên nha, game không có gì mới nhưng mà mình vẫn luôn luôn làm sự kiện mini game tặng quà cho các bạn. Và hôm nay thì mình đã phát giải của ngày hôm qua rồi. Và bạn nào tiếp tục chưa tham gia thì ngày hôm nay cố gắng tham gia giúp mình nha. Tham gia liên tục đi, mình sẽ mở, các bạn yên tâm, tôi sẽ mở đến khi nào mà game cập nhật cái gì mới á thì mình sẽ dừng, mình không mở mini game nữa để cho các bạn chơi cái phiên bản mới. Xong rồi tiếp tục thì sau đó mình sẽ mở mini game lại cho các bạn chơi nữa. Còn tạm thời bây giờ thì mình vẫn cứ mở thôi. Đợi khi nào mà game cập nhật cái gì hấp dẫn nữa thì chúng ta sẽ trải nghiệm sau nha. 210 phải không? Rồi mình sẽ đổi được 2 khối. Nhưng mà cũng không đủ được các bạn, cũng không thể nào đủ được, vẫn thiếu các bạn ơi. Ôi trời ơi, chán thế nhờ. Hôm nay thì các bạn sẽ nhận được cái gì trên này ta? À, cái đồng hồ hologram các bạn, cái đồng hồ đó hơi bị xịn luôn á. Cái đồng hồ đó là cái phụ kiện các bạn cầm tay nha, các bạn bật lên thì sẽ có một cái bản đồ tương lai nha. Rồi mình sẽ coi thử mình có nhận đủ hay không chứ. Mình sợ mình không nhận được để refill cho các bạn coi nè. Trời ơi các bạn ơi. Được không ta? Uầy, cũng chưa đủ các bạn ơi. Nhận được mỗi cái khuôn mặt à. Ui, không sao, thôi kệ các bạn, kệ. Rồi tiếp tục mở hộp dịch, lấy kim cương. Rồi để coi thử hôm nay là nhân phẩm của tôi được có ra được 30 không ta? 30 không ta? Trời ơi, ui cái gì vậy? Ba móc tiền sao luôn. Trời ơi. Nè các bạn coi nè, mình được 17 cái vé bốc thăm carbon rồi, nhưng mà tôi để dành các bạn à. Để dài nha, khi nào mà có cái hộp gì mới điển hình, ví dụ giống như là cái ba lô vũ trụ mà hiếm hiếm á, là mình sẽ làm video mình mở một lúc tới mấy hộp cho các bạn coi luôn, cho các bạn xem thỏa thích luôn. Mở 20 hộp là thế nào cũng ra các bạn à, 20 hộp là phải ra thôi. Rồi để mình nhận luôn cái phần thưởng ngày hôm nay đi, 2 kim cương nữa nè. Rồi ok, như vậy là hôm nay coi như là xong xuôi các bạn, cũng không có gì mới để thông báo với mọi người hết. Thì các bạn đừng quên bấm like và đăng ký kênh tham gia sự kiện mini game ngày hôm nay của ông Thịnh nha mọi người ha. À mà cái UFO thì mình cũng có sẵn luôn, bạn nào mà thích quá mà chưa được xem á, chưa biết cái UFO nó bay như thế nào á, thì đây mình cho các bạn xem trước để các bạn đỡ ghi nha. Đấy, cái UFO đó mọi người, thì nó cũng bay kiểu như vậy thôi, nhưng mà nó hơi chậm nha mọi người, hơi chậm.